Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Ronaldo đã hỏng phạt đền, tát thẳng mặt đối thủ. Ronaldo được cho là đáng phải nhận thẻ đỏ trong trận Bồ Đào Nha với Cộng hòa Ireland tại vòng loại World Cup 2022 khi anh có hành vi tát thẳng mặt, cầu thủ hé ha, nhưng rất may trọng tài đã bỏ qua. Ở loạt trận thứ tư thuộc bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Ronaldo tỏa sáng ở trận đấu với Cộng hòa Ireland với cú đúp trong những phút cuối trận đấu. Anh đã hỏng penalty ở phút 15, khiến đội tuyển Bồ Đào Nha bị đối thủ dẫn trước 1 đến 0 ngay trên sân nhà đến cuối trận. Thế nhưng, màn nước rút thần kỳ của CR7 đã mang về cho CL Cao Châu Âu hai bàn thắng ở các phút 89 và 90 cộng 6, ấn định chiến thắng ngược dòng 2. Một, với cú đúp ghi được, Ronaldo đã có 111 bàn thắng cho Bồ Đào Nha và trở thành chân sút vĩ đại nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trước đó, CR7 chia sẻ thành tích ghi 109 bàn cùng Aliza, huyền thoại của đội tuyển Iran, giai đoạn từ 1993 đến 2006. Đáng chú ý, ngôi sao người Bồ Đào Nha suýt chút nữa không lập được kỳ tích nếu như phải nhận thẻ đỏ ở những phút đầu trận hiệp 1. Ở phút 15, Bồ Đào Nha đã có một cơ hội hoàn hảo để mở tỷ số khi Fernandez bị Zephen phạm lỗi trong vòng cấm. Ronaldo đã đứng trên chấm 11m để chờ thực hiện quả đá phạt đền, nhưng cầu thủ Hawa của Ireland có hành vi không đẹp khi đá quả bóng đi. Ronaldo lập tức trả đũa bằng cách tát thẳng mặt O'Hare, cầu thủ 22 tuổi ngã xuống đất ôm mặt nhưng Ronaldo may mắn không bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân. Các cổ động viên của Cộng hòa Ireland không hài lòng và cho rằng trọng tài đã dung túng cho hành vi bạo lực của tân binh Manu. Các fan bóng đá trung lập cũng cho rằng nếu ở Premier League, đó sẽ là một thẻ đỏ không thể chối cãi. Tuy nhiên, hành động cá khịa của Ohea dường như phát huy hiệu quả khi Ronaldo bị dao động tâm lý và đá hỏng quả phạt đền. Rất may ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn kịp thời tỏa sáng với cú đúp ở cuối trận để giúp đội nhà vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 10 điểm sau 4 vòng đấu, sông Lam